phi nghĩa nhi động, đó chính là lỗi. Nghĩa là nên. Tư tưởng hành vi của bạn đều là không nên, đó chính là lỗi lầm. Lỗi lầm có lớn nhỏ, lớn chính là nghiệp chướng, nhỏ thì gọi là lỗi lầm. Tội lỗi thiên địa quỷ thần đều nhìn thấy, chư Phật Bồ Tát nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Thành thật mà nói, cái mà thiên địa quỷ thần nhìn thấy, chúng ta thường nói đó là chuyện đương nhiên. Chư Phật Bồ Tát còn có thể nhìn thấy được cái đạo lý tại vì sao nó là như vậy, tại vì sao bạn mê hoặc, tại vì sao bạn tạo nghiệp, tại vì sao bạn thọ báo, tại vì sao nói chư Phật Bồ Tát có thể nhìn thấy được cái đạo lý vì sao nó như vậy. Mọi người ở trên Kinh Vô Lượng Thọ đã đọc qua. Người ở thế giới cực lạc, cho dù là người mới vừa giảng sanh, hạ phẩm hạ sanh, năng lực của họ cũng đều thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ nghe suốt, tha tâm đều biết. Hay nói cách khác, đối với con người bạn, bạn trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, những tình trạng đó họ đều biết rõ. Cho nên họ biết đạo lý tại sao như vậy. Tích tập ác nghiệp nhiều kiếp, nhiều kiếp đã dưỡng thành cái thói quen xấu ác này, tập khí ác không dễ gì thay đổi. Chúng ta nhìn thấy trong Kinh Địa Tạng, thế gian có một số người bất thiện, tập khí nghiệp chướng rất nặng, đời quá khứ đến từ trong đường ác, nên còn mang theo cái tập khí tàn dư của đường ác. Như những đạo lý này thì thiên địa quỷ thần chưa chắc gì có thể nhìn thấy rõ được. A-la-hán, năng lực của họ có thể nhìn thấy 500 đời của một người, quá khứ 500 đời họ có thể nhìn thấy, trước 500 đời trở lên thì họ không nhìn thấy. Cho nên cần phải hiểu rõ triệt để thì thuyết pháp mới có thể khế cơ, mới biết dùng pháp phương tiện để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Cảm ứng thiên ở chỗ này nói cũng là một nguyên tắc. Nguyên tắc là có tính phổ biến. Chỉ cần con người có thể tuân thủ thì chắc chắn được lợi ích. Trong quá khứ, ở Trung Quốc, Nho Thích Đạo, ba nhà này đều theo đuổi công tác giáo dục xã hội, cũng đều mang tư tưởng nhất thể đa nguyên văn hóa. Đối với xã hội Trung Quốc có cống hiến rất lớn. Tam giáo tuy có khác biệt nhưng mà cũng có chỗ tương đồng của nó. Đó chính là bất luận tu học theo đạo nào thì nhất định phải lấy tích đức làm gốc. Đây là điều tam giáo đều công nhận.
Tích đức bắt đầu từ đâu vậy? Là từ trên tâm địa mà hạ công phu. Tâm địa nhất định phải quang minh lỗi lạc. Nhà Phật nói, siêu phàm nhập thánh. Phàm là gì? Phàm là phàm tình, chúng ta ngày nay gọi là cảm tình. Cái cảm tình này là phàm tình. Cũng chính là nói, xử sự theo cảm tình, xử sự theo cảm tình thì sẽ có lỗi lầm. Chúng ta thường nói xử sự theo cảm tình, có thể đem tình chấp buông xả, dứt bỏ rồi, thì người này chính là thánh. Thánh là người minh bạch, người giác ngộ. Định nghĩa của thánh là như vậy. Cho nên làm thánh chính là làm người minh bạch, làm người giác ngộ. Nếu như không đem tình chấp chuyển đổi thành trí huệ thì bạn không làm thánh được rồi. Hay nói cách khác, bạn vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ ràng, vĩnh viễn sẽ không giác ngộ. Tình chấp phát sinh từ đâu vậy? Phật Pháp nói từ trên lý là phát sinh từ phân biệt chấp trước. Trên bốn cái tướng của bạn, bốn tướng chính là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Bạn phân biệt bốn cái tướng này, chấp trước bốn cái tướng này, đây là nguồn gốc của tình chấp. Bởi vì bạn phân biệt chấp trước, cho nên bạn mới có tự tư tự lợi, bạn mới có nhân ngã thị phi, bạn mới có tham sân si mạn. Không những ngôn hạnh của bạn tạo nghiệp, mà khởi tâm động niệm cũng là tạo nghiệp. Cái này phần trước đã nói qua một cách sơ lược với các vị rồi. Khởi tâm động niệm là ý ác, tâm bạn ác, tâm không tốt. Phật Bồ Tát giác ngộ rồi, minh bạch rồi. Người giác ngộ không có ngã, không có chính mình. Cho nên mới có thể thật sự tôn kính người khác. Người hiểu biết mới có thể làm được. Nhà nho cũng là như vậy. Sau khi hiểu rõ rồi mới biết hạ mình mà tôn người, tự mình khiêm hạ tôn trọng người khác. Chỉ có người mê hoặc mới tự cao tự đại, tự mình ngẩng cao đầu, không hề xem trọng người khác, không chịu được oan ức. Vừa bị một chút oan ức là ôm hận trong lòng, niệm niệm không quên, nên chiêu cảm đến quả báo không như ý. Mọi người đều biết sân hận thì đọa địa ngục. Cho nên Phật Bồ Tát, tại vì sao không trụ lục đạo, tại vì sao không trụ thập pháp giới, thì hiện ở trong lục đạo, nhưng các ngài vẫn trụ ở nhất chân pháp giới. Đạo lý ở đâu vậy? Không có ngã, không có ngã mới có thể hạ mình. Người giác ngộ ở chỗ thấp hèn, họ vẫn vui vẻ tự tại.
Chỉ có người mê hoặc mới dương dương tự đắc. Cái đạo lý này các vị hãy tư duy thật kỹ, thể hội thật tỉ mỉ. Thọ dụng vô cùng tận. Thật sự hiểu rõ nhân quả ba đời. Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay nói qua, giữa người với người dứt khoát không được giành phần lợi, cũng nhất định không có thiệt thòi. Bạn giành phần lợi với người ta, tương lai cũng phải trả nợ. Nợ mạng phải đền mạng, nợ tiền phải trả tiền. Ở trong Hồng Lâu Mộng nói nợ người nước mắt phải trả người nước mắt. Việc này là thật không phải là giả. Chỉ có người thật sự giác ngộ, thật sự hiểu biết thì họ không tạo nghiệp nữa. Họ mới chân thật làm được tùy duyên qua ngày. Ở trong tùy duyên thành tựu công đức của chính mình. Thập Đại Nguyện Vương nói tùy hỷ công đức. Công đức là gì? Sự lưu lộ của tánh đức chính là công đức. Ở trong đây có một cái quan niệm quan trọng nhất, chúng ta không cách gì kiến lập. Nếu như cái quan niệm này có thể kiến lập thì Bồ Tát Đạo không phải là việc khó. Tích công lũy đức, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Quan niệm gì vậy? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Cái quan niệm này chúng ta không cách gì thiết lập. Thế nhưng chư Phật Bồ Tát đều có cái quan niệm này. Phật chứng được pháp thân thanh tịnh. Pháp thân là gì vậy? Pháp thân là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Khẳng định là chính mình, hoàn toàn không có mảy may nghi hoặc, là chính mình, chân thật là chính mình. Thì người này thành Phật rồi, mà chứng được pháp thân thanh tịnh. Cho nên họ vì tất cả chúng sanh phục vụ, là vì chính mình phục vụ, thì còn gì để nói nữa chứ? Còn có gì mà chấp trước nữa? Không phải vì người khác, là vì chính mình. Tôi khi giảng kinh đã có nói qua rồi, vũ trụ phức tạp như thế nào thì cái thân thể này của chúng ta cũng phức tạp như thế đó. Thân thể chúng ta là cái vũ trụ thu nhỏ, vũ trụ là sự mở rộng của cái thân thể này của chúng ta. Tình trạng phức tạp ở trong đây không tăng không giảm, hoàn toàn tương đồng. Cho nên cái thân thể này của chúng ta là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ cùng với đại vũ trụ là một, không phải hai. Trên kinh Hoa Nghiêm nói nhỏ lớn không hai. Lớn có thể chứa nhỏ, nhỏ cũng có thể chứa lớn. Hạt cải chứa núi Tu Di, núi Tu Di chứa hạt cải. Đây mới là cảnh giới bất khả tư nghị. Chư Phật Bồ Tát
ở trong vô lượng vô biên cõi nước, giúp đỡ những chúng sanh chưa giác ngộ, chính là xuất phát từ trên quan niệm này, từ quan niệm này mà thiết lập. Cho nên pháp là pháp bất tư nghị, người cũng là người bất tư nghị. Chúng ta đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, luân quán của Pháp Sư Thanh Liên. Ngài ở trong ngũ trùng quyền nghĩa, mỗi một điều đều thêm vào bất tư nghị, rất có đạo lý. Nếu như bản thân Ngài chưa khế nhập cái cảnh giới này thì không thể nói ra lời này được rồi. Ngài đối với chân tướng sự thật đã thể hội được rồi, nhận biết rồi, khế nhập cảnh giới này, cho nên Ngài mới có thể nói ra được. Chúng ta đọc rồi thể hội được mấy phần? Tại vì sao chúng ta không thể thể hội được vậy? Ở trong đây có chướng ngại. Chướng ngại không ngoài phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng chính là nhân ngã thị phi, tham sân si mạng. Sở tri chướng dùng cách nói hiện nay mà nói là có thành kiến đối với phương diện tri thức học thuật. Nếu như là có thành kiến về mặt nhân quả, đó vẫn là thuộc về phiền não chướng, là một loại ở trong kiến tư phiền não. Thuộc về tri thức, cái này gọi là sở tri chướng. Tự cho mình là đúng, cho nên bạn sẽ không nhìn thấy chân tướng của sự thật. Chúng ta ở chỗ này phải dùng công phu, trừ được một phần chướng ngại thì trí huệ của bạn sẽ hiển lộ ra một phần. Cách trừ khử chướng ngại là như thế nào vậy? Chúng ta phải hiểu rõ, trừ khử chướng ngại chính là đối với những tình chấp phân biệt này dần dần ngày càng tan nhạt. Không nghiêm trọng giống như trước đây nữa, mỗi năm một nhạt hơn, mỗi tháng một nhẹ dần hơn. Phân biệt chấp trước đã nhẹ rồi, tan nhạt rồi. Đây chính là lần lượt xa lìa. Bồ Tát 51 cấp bậc, Tịnh độ, Tứ độ, Tam bối, Cửu phẩm đều là như vậy. Tập khí phiền não bớt một phần thì phẩm vị của bạn sẽ tăng cao một bậc. Đến khi tập khí phiền não thấy đều đoạn sạch rồi, bạn liền viên mãn thành Phật. Bồ Tát đẳng giác
còn có bộ phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó chính là phiền não của họ. Cho nên họ vẫn chưa đạt đến viên mãn. Công đức của họ vẫn chưa thành tựu, chưa có thành tựu cứu cánh. Cần phải xả cho thật sạch sẽ, vậy mới là thành tựu cứu cánh viên mãn. Cho nên chúng ta phải xả, phải buông xả. Nếu như không chịu buông xả thì đó chính là tích lũy tội nghiệp. Buông xả tức là bạn tích lũy công đức. Tại vì sao không buông xả được vậy? Là chưa hiểu rõ chân tướng sự thật. Đem những cái giả này cho là thật. Vậy là bạn thấy sai rồi, nghĩ sai rồi, cho nên bạn mới làm sai. Bạn mới bị chiêu cảm đến ác báo. Thế nhưng buông xả và nhìn thấu là bổ sung cho nhau. Bạn có thể buông xả một chút thì bạn nhìn thấu thêm một phần. Có thể nhìn thấu thêm một phần thì bạn có thể buông xả thêm một chút nữa. Hay nói cách khác, Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm cho đến viên thành Phật đạo chính là nhìn thấu buông xả, bổ sung cho nhau. Ở trong sáu ba la mật, Bát Nhã Ba La Mật là nhìn thấu, năm độ còn lại đều là buông xả. Các bạn thử nghĩ đúng hay không? Bố thí là buông xả tâm tham, trì giới là buông xả niệm ác, nhẫn nhục là buông xả sân hận, buông xả đố kỵ, tinh tấn là buông xả giải đãi lười nhác, thiền định là buông xả tán loạn, toàn bộ là buông xả. Bát Nhã là thấu biết, thấu biết rất rõ ràng minh bạch. Sáu ba la mật quy nạp lại chính là bốn chữ nhìn thấu buông xả. Chúng ta phải thật làm. Những danh tướng kinh luận này tuyệt đối không phải đọc tụng qua là xong. Đọc xong là trôi mất rồi, vậy thì làm sao được chứ? Bạn thật nhìn thấu, thấy rõ ràng thấu suốt rồi, thật buông xả, thì tội lỗi của bạn sẽ không còn nữa. Đâu thể không sống lâu, sống lâu là vô lượng thọ. Cho nên muốn cầu sống lâu, muốn cầu phước báo, nhất định phải cầu từ trên tâm địa, tâm sanh vạn vật. Trên kinh Phật nói tâm sanh thì các pháp sanh. Phần trước chúng ta cũng học qua, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Phật pháp là nội học. Ở bên trong viên mãn rồi thì cảnh giới bên ngoài liền thuận tâm. Cho nên nói tâm tưởng sự thành, ở trong Phật pháp nói nhất định là chính xác. Bạn nghĩ ác thì việc ác thành rồi, bạn nghĩ thiện thì việc thiện đã thành, bạn nghĩ Phật thì thành Phật rồi, bạn nghĩ tham sân si mạng thì ba đường ác thành rồi. Là tâm tưởng sự thành mà. Bạn nghĩ tham ngạ quỷ thì thành rồi,
nghĩ sân hận tật đố thì địa ngục đã thành rồi. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Từ trong tâm của chính bạn nghĩ ra. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, liền biến hiện ra cảnh giới này. Đã là một cái sự việc như vậy, thì tại vì sao không nghĩ Phật? Tại vì sao lại đi nghĩ cái khác vậy? Nghĩ Phật thì thành Phật. Tâm nghĩ Phật, miệng niệm Phật, thân làm những việc Phật làm, miệng nói những lời của Phật, thì người này đã thành Phật rồi. Cho nên chúng ta nếu muốn làm Phật thì không thể không đọc kinh. Nếu không đọc kinh là nghĩ ngợi lung tung. Chúng ta phải khiến tư tưởng của chính mình hoàn toàn tương ưng với kinh giáo của Phật. Khởi tâm động niệm, nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến những đạo lý, những lời giáo huấn, những cảnh giới mà trên kinh Phật đã nói. Nghĩ những điều này, đây là tôi khuyên mọi người đem kinh Vô Lượng Thọ đọc qua 3.000 lần. Đạo lý là ở chỗ này. Kinh bạn không thuộc thì bạn nghĩ được cái gì chứ? Bạn không có cách gì nghĩ được. Trước tiên phải học thuộc kinh, học thuộc lòng, thuộc cho thật nhuần nhuyễn, khởi tâm động niệm. Cảnh giới lý luận ở trên kinh hoàn toàn có thể hiện tiền. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đây là tôi dạy mọi người. Tin hay không do bạn. Có người tin, họ làm như vậy, họ được lợi ích. Họ rất hoan hỷ để nói với tôi. Nói tôi biết, tôi cũng hoan hỷ. Tôi vì họ mà hoan hỷ. Người không chịu tiếp nhận, không chịu làm, tôi nhìn thấy cũng hoan hỷ. Tại vì sao vậy? Họ tâm tưởng sự thành mà. Hư không pháp giới chính là sự việc như vậy. Đời này không thể được độ thì xem như là đã trồng thiện căn. Ở trong A Lại Gia Thức có cái nhân duyên được độ, có cái chủng tử được độ cũng tốt. Chỉ là việc được độ không nằm ở trong đời này mà thôi. Lý lão sư trước đây nói còn phải luân hồi trường kiếp, còn phải chịu rất nhiều khổ nạn. Cho nên chúng ta phải thật sự tin, thật sự y giáo phụng hành. Đời này phải đem việc này làm ngay. Đây là thiện căn phước đức nhân duyên chín mùi rồi. Các vị đồng học, mời xem Cảm ứng thiên câu thứ 15. Hợp đạo thì tiến, trái đạo thì lui. Bắt đầu từ chỗ này, cho đến câu thứ 36. Đến câu 36 là muốn cầu thành thiên tiên, hãy nên làm 1.300 điều lành. Muốn thành địa tiên, hãy nên làm 300 điều thiện. Đoạn này đều là nói phước báo. Trong toàn văn là đoạn lớn thứ 3. 8 chữ này là nói tổng quát. Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối. Con người
cần phải đoạn ác tu thiện. Đây là chân lý muôn đời rồi. Hết thảy chúng sanh, có người nào mà không cầu phước báo? Có người nào mà mong muốn gặp tai họa chứ? Nhưng mà bạn phải biết rõ, phước báo là từ đâu mà có, tai họa là từ chỗ nào mà ra. Tám chữ này chính là cội nguồn của kiết hung họa phước. Nhưng mà điểm mấu chốt ở trong tám chữ này chính là chữ đạo. Cái đạo này giảng như thế nào vậy? Ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Thông thường nói đạo là lý, đạo lý. Đạo cũng là con đường. Thế nào là thị đạo? Thế nào là phi đạo? Đây là điểm mà chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Thiện tâm, thiện hạnh chính là thị đạo. Tâm hạnh bất thiện là phi đạo. Đây là nói từ trinh nhân, là kiết, là phước. Đây chính là thị đạo. Là hung, là tai, là họa, đó chính là phi đạo. Đây là nói từ trên quả. Những sự lý nhân quả này chúng ta cũng nên biết rõ. Tiêu chuẩn mà trong Phật Pháp lập nên chính là tánh đức. Phàm là tương ưng với tánh đức, đây chính là thị đạo. Đi ngược lại với tánh đức, đó chính là phi đạo. Tánh đức nói đến cực điểm là nhất niệm tâm tánh. Cho nên nói đến cứu cánh, nhất niệm thị đạo, nhị niệm tam niệm thì là phi đạo rồi. Cái tiêu chuẩn này cao. Đây là tiêu chuẩn của chư Phật Như Lai, của Pháp Thân Đại Sĩ. Chỉ có họ mới có năng lực giữ được nhất niệm, không rơi vào niệm thứ hai. Cho nên quả báo của họ là đại kiết đại phước. Cảnh giới bất khả tư nghị. Ở trên Kinh Đại Thừa thường nói là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới từ đâu mà có vậy? Từ nhất niệm mà có. Nếu như nhất niệm chúng ta không giữ được, không duy trì được, thì biến thành tam tâm nhị ý, và liền biến hiện ra thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đối với Pháp Thân Đại Sĩ mà nói là phi đạo. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Bản thân không làm đến được, nhưng không thể không biết.
Cái hay của biết là trong quá trình tu học không đến nỗi được ít cho là đủ. Biết cảnh giới hiện tại rất hữu hạn, còn phải phấn đấu nỗ lực không ngừng nâng lên cao. Nhưng mà ngay trước mắt chúng ta, chúng ta đã đem mức độ của đạo hạ xuống, hạ đến mức thấp nhất. Cái gì gọi là đạo? Ngũ giới thập thiện là đạo. Thế nào là phi đạo? Phá giới thập ác là phi đạo. Tiêu chuẩn đã hạ đến mức độ này thì chúng ta đã hiểu rõ rồi, sáng tỏ rồi, đã có chỗ khởi đầu. Bắt đầu từ đâu vậy? Đây là nói với đại chúng thông thường. Nếu như đối với đồng tu niệm Phật chúng ta mà nói, đồng tu niệm Phật, tại vì sao bạn niệm Phật? Mục đích của niệm Phật là gì? Hy vọng cầu sanh tịnh độ. Hay nói cách khác, cái hy vọng này không thể để cho tan dở, nhất định phải thực hiện. Cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng không hết hy vọng. Nguyện của bạn cũng mãn rồi. Mức độ thấp nhất này là gì? Thế Tôn trên kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói với chúng ta: tịnh nghiệp tam phước, đây là mức độ thấp nhất. Đây là điều nếu muốn cầu giảng sanh ngay trong đời này thì không thể không biết. Tịnh nghiệp tam phước chúng tôi trước đây đã từng giảng qua nhiều lần rồi. Có băng ghi âm, cũng có băng ghi hình, hình như cũng có in sách lưu hành rồi. Phật nói tam phước tổng cộng đã nói 11 câu. 11 câu này chính là đạo. Trái ngược 11 câu này, đó chính là phi đạo. Ở trong phước thứ nhất, phước nhân thiên, cũng chính là đạo nhân thiên. Bạn có thể phụng hành thì đời đời kiếp kiếp sẽ không mất thân người. Bạn không thể phụng hành thì đó chính là phi đạo. Phi đạo chính là ba đường ác, chắc chắn là đọa ba đường ác. Bốn câu nói này là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có hiểu ý nghĩa này hay không? Chúng ta có chịu làm hay không? Ở trong câu thứ nhất nói rõ
Thập thiện là căn bản của căn bản. Thế nào gọi là hiếu? Thế nào gọi là kính? Không thể không rõ ràng, không thể không sáng tỏ. Ở chỗ này tôi sẽ không giảng nhiều nữa. Phước thứ hai là nhị thừa, là tiêu chuẩn mà người nhị thừa tu. Có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là vào cửa Phật. Phước thứ nhất là nền tảng để vào cửa Phật, vẫn chưa vào cửa. Đến phước thứ hai, đây mới là vào cửa, trở thành đệ tử Phật, học trò của Phật. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta có tư cách làm học trò của Phật chưa? Học trò của Phật nhất định tuân thủ sự ràng buộc của tam quy. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không trái giới lời giáo huấn của Phật. Tam quy, cái thứ nhất là quy y Phật. Chúng tôi ở trong truyền thọ tam quy đã nói rất rõ ràng, rất tường tận rồi. Quy y Phật là giác mà không mê. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có phải là giác mà không mê hay chưa? Giác đây là thị đạo, mê là phi đạo. Tư tưởng kiến giải của chúng ta có chính xác hay không? Tư tưởng kiến giải thuần chánh, tương ưng với Phật là thị đạo. Tư tưởng kiến giải bất chánh, tà tri tà kiến là phi đạo. Đây là ý nghĩa của quy y Pháp. Thứ ba là quy y Tăng. Tăng là sáu căn thanh tịnh, không nhiễm mấy trần. Chúng ta thử nghĩ, tâm của chúng ta có thanh tịnh hay không? Ý niệm của chúng ta có thanh tịnh hay chưa? Thân của chúng ta có thanh tịnh không? Hoàn cảnh cư trú của chúng ta có thanh tịnh hay không? Thanh tịnh là đạo, không thanh tịnh là phi đạo. Cho nên đệ tử Tam Bảo niệm niệm phải tương ưng với giác chánh tịnh. Đây là thị đạo. Nếu như niệm niệm là mê tà nhiễm, đây là phi đạo. Tư tưởng, ngôn hạnh phải y theo giới luật. Đặc biệt là người mới phát tâm. Thật ra mà nói, từ sơ phát tâm đến Như Lai Địa, Bồ Tát Đẳng Giác đều phải nghiêm trì giới luật.
Các vị đã có khi nào nhìn thấy Phật Bồ Tát phá giới, phạm giới hay chưa? Không hề có. Hình tượng của Phật Bồ Tát đều là lợi ích chúng sanh. Đệ tử Phật phải lấy Phật Bồ Tát làm tấm gương. Học Phật phải học cho thật giống. Cái hình tượng này làm tấm gương cho xã hội, cho tất cả chúng sanh, là làm tấm gương tốt. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Bất phạm oai nghi, oai nghi chính là tấm gương tốt. Phước thứ ba là nền tảng của Bồ Tát Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm chính là phát tứ hoằng thệ nguyện. Nguyện phát rồi thì phải thực hiện, thì cái nguyện đó không phải là nguyện suông, phải làm đến được. Cho nên Bồ Tát có tâm hổ thẹn. Hổ thẹn đang thúc đẩy động viên họ, khiến họ có thể quyết chí hướng thượng, dũng mãnh tinh tấn. Hổ thẹn là đạo, không hổ không thẹn, không biết xấu hổ, đó là phi đạo. Thâm tính nhân quả, tôi giảng câu này giảng rất nhiều. Cái nhân quả này không phải nhân quả thông thường. Nhân quả thông thường thì Bồ Tát đâu có đạo lý nào không biết chứ. Cái nhân quả này là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thực sự là cái đạo lý này người biết không nhiều. Đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả, đọc tụng Đại Thừa chính là thân cận chư Phật Như Lai. Một ngày cũng không được lãng phí, mỗi ngày đều phải thân cận chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai ở đâu vậy? Các kinh Đại Thừa chính là chư Phật Như Lai. Mỗi ngày phải đọc tụng. Phương pháp đọc tụng, trước tiên thân cận một vị thiện tri thức. Đây là bí quyết cầu học, cầu đạo của thế xuất thế gian. Người vào thời xưa gọi là sư thừa, nhất định là ở tại một chỗ vị thiện tri thức đó mà thành tựu, sau đó mới có thể đi tham học khắp vô lượng thiện tri thức. Ở dưới tòa của một vị thiện hữu thành tựu bản lĩnh tham học thì mới có năng lực đi tham học.
Cái bản lĩnh này là gì? Trên kinh Bát Nhã gọi là căn bản trí. Tham vấn khắp tất cả thiện tri thức là thành tựu hậu đắc trí. Trí huệ mới viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng đã làm nên tấm gương cho chúng ta. Thiện tài đồng tử, thân cận Bồ Tát Văn Thù, một vị thiện tri thức này, đó là sư thừa. Ở dưới tòa Văn Thù đã đạt được căn bản trí. Sau đó ra đi tham học 53 tham nữa là thành tựu viên mãn hậu đắc trí. Vậy là trí huệ viên mãn rồi. Không có căn bản trí thì bạn sẽ không có năng lực đi tham học. Căn bản trí là thật trí, trí huệ chân thật. Họ có năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt tà chánh, đúng sai thiện ác lợi hại. Họ vừa tiếp xúc liền biết rõ. Cho nên ra đi tham học, bất luận gặp người thế nào, bất luận gặp phải việc gì, đối với họ đều là khai trí huệ. Không bị gặp phải chướng ngại. Nếu như bạn không có cái bản lĩnh này, bạn ra đi tham học, một vị thiện tri thức chỉ bạn đi một con đường, hai vị thiện tri thức tức là hai con đường rồi, ba vị thiện tri thức bạn chính là ở ngã ba đường, bốn vị thiện tri thức chính là bạn ở ngã tư, bạn biết phải đi về đâu chứ? Bạn không biết đi con đường nào rồi. Bạn có bản lĩnh, bạn có thể phân biệt, có thể nhận thức, thế thì không sợ rồi. Thân cận nhiều thiện tri thức đi nữa, nhưng phương hướng của bạn, mục tiêu của bạn chắc chắn không thay đổi. Chúng ta xem thiện tài đồng tử làm mẫu cho chúng ta. Thiện tài đồng tử thân cận Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù dạy ông điều gì? Dạy ông pháp môn niệm Phật. Trên kinh văn không nhìn thấy, trên văn tự không có ý nghĩa đầy đủ. Ý nghĩa nằm ở đâu? Bồ Tát Văn Thù cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ông đây là môn sinh đắc ý nhất của Ngài. Nếu như không kế thừa y bát của Ngài thì sao có thể nói là đệ tử truyền pháp chứ? Bạn phải hiểu rõ cái ý nghĩa này. Thế Tôn dạy cho chúng ta ở trong tứ y pháp, y nghĩa bất y ngữ. Bạn phải thể hội được cái ý nghĩa này. Hãy thử xem ông ra đi tham học, cái hình tượng đó, vị thiện tri thức thứ nhất là tỳ kheo Kiết Tường Vân. Dạy ông điều gì? Dạy ông Ban Chu Tam Muội. Ban Chu Tam Muội là chuyên niệm A Di Đà Phật. Phật lực Tam Muội. Một vị thiện tri thức cuối cùng là Bồ Tát Phổ Hiền, Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Từ đầu đến cuối chính là một pháp môn niệm Phật. Ông làm nên tấm gương để cho chúng ta thấy.
Đó là thi đạo thì phải tiến, dũng mãnh tinh tấn. Phi đạo phải lui cho nhanh. Hai câu nói này là nói tổng quát. Không những bản thân chúng ta hiểu rõ, hơn nữa còn phải thường xuyên khuyên bảo người khác, giúp đỡ người khác. Đây là tam phước sau cùng, khuyến tấn hành giả. Nói tóm lại, 11 câu này, 10 câu là tự lợi, một câu cuối cùng là lợi tha. Tự lợi sau đó mới có thể lợi tha. Chính mình chưa có thành tựu, muốn lợi ích người khác, ở trên kinh Phật thường nói, không có chuyện đó. Cho nên hai câu 8 chữ này hàm nghĩa rất sâu, rất rộng. Đây là tổng cương của thiện phước, vì sao mới dạy cho chúng ta ở trong đời sống thường ngày làm thế nào tu thiện, tu phước, tích công lũy đức. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.